Thưa quý vị, nguyên nhân ly hôn, gia đình tan nát là do đâu? Và trong câu chuyện này, người phụ nữ, người vợ vô cùng cay đắng, chia sẻ tình cảnh đầy ngang trái mà mình đã gặp phải đối với gia đình, đối với chồng mình. Và giờ đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chi tiết một câu chuyện xảy ra giữa đôi vợ chồng này như thế nào? Xin kính mời quý vị lắng nghe. Mọi chuyện dường như chẳng có gì đáng nói nếu như dạo gần đây không xuất hiện Hiên, cô em kết nghĩa của chồng từ trong Nam chuyển ra ngoài này sinh sống. Chưa bao giờ em ghét mấy cái thể loại em kết nghĩa rồi bạn thân chí cốt của chồng như lúc này các chị ạ. Chuyện là em và chồng yêu nhau được 3 năm thì hai đứa làm đám cưới. Cưới nhau về, cả hai cày cuốc 2 năm với ông bà hai bên cho một ít tiền nên gom góp mua được một căn hộ chung cư khá rộng rãi. Ngày mua được nhà, vợ chồng em mừng lắm. Em lại có em bé nữa nên chồng đi đâu cũng khoe. Chồng em được cái thương con, đi đâu tí là gọi video về vì nhớ. Đêm đến cũng chăm chỉ dậy thay bỉm cho con để vợ tranh thủ chợp mắt một chút. Mọi chuyện nhìn như chẳng có gì đáng nói nếu như dạo gần đây không xuất hiện Hiên, cô em kết nghĩa của chồng từ trong Nam chuyển ra ngoài này sinh sống. Chả biết kết nghĩa từ hồi nào mà cứ gặp là ôm vai bá cổ như kiểu thân thiết lắm ấy. Có hôm nhà em mời khách, nó cũng đến chơi. Khi em vừa bế con vào phục vụ mấy ông thì nó cứ vô tư ngồi kè kè bên cạnh chồng em như vợ chồng vậy. Lão chồng em cũng vô tư cơ, cứ ngồi bên cạnh nó mà chẳng để ý gì đến cảm xúc của vợ. Khách về hết thì nó cũng đứng dậy phủi đít đi về để em dọn hết bốn mâm bát đĩa la liệt trước mặt. Hôm đó em và chồng cãi nhau to, em khóc bảo chồng vô tâm, không quan tâm gì đến vợ, để con em gái ngồi gác đùi lên đùi mình mà vẫn vô tư ngồi phớ lớ. Chồng em nghe thế thì lại bảo: anh em chơi với nhau thân thiết, có gì đâu mà em làm ẩm lên thế. Anh có tình có ý gì với nó đâu, nó vô tư nên vậy, em để ý làm gì. Em gái, em gái có ngày rồi anh em ngọt sứt trên giường ấy chứ. Em chả tin bố con thằng nào đâu. Từ nay em cấm nó vác xác đến nhà em. Anh nghe cho rõ đấy, vợ thì vừa bế con vừa phục vụ khách, chồng thì ngồi kè kè cạnh con em vô duyên hết phần của thiên hạ đó, đúng là không thể hiểu nổi. Em đóng cửa sầm lại để vào nhà ôm con, càng nghĩ em càng tức. Mỗi lần gặp nó em chả mặn mà gì, thế mà cô em gái kia mặt lại dày cơ. Nó qua nhà em chơi, nó có thèm để ý gì đến em đâu, lúc nào cũng hỏi han chồng em. Nhiều lúc nó mang đồ ăn ngon đến cũng mời mỗi chồng em, rồi còn hỏi: ngon không anh? Em biết anh thích nên đặt họ gửi đến đấy, nếu vừa miệng hôm sau em lại mua tiếp. Chồng em định vô tư cười nói với nó, nhưng em nguýt nên cũng giữ ý hơn. Dù vậy chỉ cần em quay lưng là hai người lại vô tư như ruồi, với lý do cái Hiên như đàn ông, anh quen rồi nên em đừng để ý. Các chị nghĩ có điên không? Nó ở cách nhà em 2 cây số mà tuần nào cũng vác mặt đến bảo chơi với cháu. Mà nói đúng hơn là chơi với chồng em thì có, con em nằm đó có khi nào nó bế đâu, mà bế em cũng không cho. Dạo gần đây nó trời chứng ôm sách qua nhà chồng em dạy tiếng Anh để thi cao học. Trời nóng nó mặc độc cái quần bò ngắn quần áo 2 dây mỏng dính đã thế, còn không mặc áo ngực cứ ngồn ngộn ra. Nó lôi chồng em vào phòng sách nhờ chồng em phải giúp mấy bài tiếng Anh. Thấy thế em bảo: cô không thuê gia sư đến dạy cho, anh ấy còn bận nhiều việc lắm. Hơn nữa, lâu rồi không dùng đến tiếng anh nhớ gì mà dạy. Ôi, chị ơi, thuê gia sư tốn kém lắm. Hơn nữa, em thấy anh Quân chỉ dễ hiểu và cũng dễ nhớ, nên em qua nhờ anh ấy cho tiện. Càng nghe càng nhìn càng lộn ruột. Tối đó nó về, em bảo:
Em với Út cái gì? Áo ngực thì không mặc. Anh chắc bận ngắm bưởi chứ dạy dỗ gì. Em lại nữa rồi, sao em cứ khó khăn với cái Hiền thế? Nếu anh là em, anh có thấy khó chịu không? Người chứ có phải động vật đâu mà ý thức kém thế. Lần sau anh mà còn mời nó ở lại ngủ thì đừng trách em đấy. Nhà này không chứa chấp đứa như nó đâu. Em cái gì? Làm gì cũng đặt vào vị trí người khác mà nghĩ với chứ. Em điên quá, nói thẳng luôn, vì nhẹ nhàng không có tác dụng. Hôm sau thấy nó đến vẫn mặc áo hai dây và dĩ nhiên không có phụ tùng. Điên quá, em nghĩ ra một cách đó là trộn ớt tươi với mực quét vào mép bạn. Hôm đó đang học một tí, thấy nó hét lên: "Á, nóng quá, mực đâu ra thế này? Ôi, em có sao không?" Tôi nghe thế chạy qua nhếch mép bảo: "À, chiều nay mực bị đổ ra bàn. Chắc lúc đó bé con khóc quá nên chị vội chùi chưa hết. Mà cô không có tiền mua áo ngực à? Cần thì qua chị cho vài cái. Áo ngực chị nhiều lắm, cố mà mặc vào em à. Thả rông thế có ngày bọn sở khanh ngoài đường nó sàm sỡ cho thì khổ." Nó biết em chơi khăm nên tức tối lắm. Em nói thẳng luôn: "Từ mai chồng chị bận chăm con, em đừng có đến nữa. Cái gì không biết thì hỏi thầy, chồng chị không rảnh đâu. Nhà chỉ có con nhỏ nên nhiều việc, thế nhé." Nói rồi em bỏ qua phòng ôm con. Nó bỏ về cũng chẳng thèm chào. Em hả hê lắm. Chồng em chạy qua mắng em thì em bảo: "Một là cô em gái kết nghĩa vô duyên kia, hai là mẹ con em, anh chọn đi. Đàn ông có gia đình cũng nên giữ gia phong nề nếp anh ạ. Nếu em cũng đưa anh trai kết nghĩa đến và anh ta không chịu mặc quần xịp, đêm đêm hai người ngồi trong phòng sách với nhau 3 tiếng, liệu anh có chịu được không? Em cũng mệt mỏi lắm rồi. Nếu anh còn không chịu hiểu thì em cũng cạn lời luôn đấy." Nghe xong, chồng em im bặt bỏ ra phòng khách xem phim, đêm không thèm vào ngủ. Từ cái hôm đó, con em gái kia không dám bén mảng đến nữa. Mẹ chồng em biết chuyện cũng bảo với chồng em: "Mày chỉ có con Lan là em gái thôi, còn cái loại rơi vãi ngoài kia không ai chấp nhận đâu. Có gia đình rồi thì nên biết trân trọng, đừng để mất rồi mới hối tiếc thì muộn màng rồi con ạ." Đấy, chị em nào mà chồng có bạn thân hay em gái kết nghĩa gì đó thì nhớ cảnh giác, thời nay đàn bà nghiêm túc thì ít, lẳng lơ thì nhiều, chả tin được ai đâu, nên cứ đề phòng, diệt cỏ tận gốc cho nó chắc chắn. Vâng, một câu chuyện mà người phụ nữ đã chia sẻ lại tình cảnh giữa hai vợ chồng đã xảy ra trong một gia đình. Mong rằng quý vị lắng nghe, bình luận và chia sẻ. Tôi rất chân thành cảm ơn. Đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại.